Dạ rồi, hello anh em ha. Một buổi chiều shop em đang hiện đang ở Củ Chi, vừa mới được một anh thợ chia sẻ là cho một em 66, cực kỳ dễ thương luôn. Xe này mình bảo đảm với anh em luôn, về là chỉ đổ xăng thôi. Quay một vòng cho anh em ở xa xem đi, quay một vòng cho anh em ở xa xem. Xe cực kỳ dễ thương luôn, sạch sẽ, máy móc thì khỏi phải bàn luôn. Tại vì anh em biết sao không, tại vì mình thích mua xe của thợ lắm. Mấy ông thợ mà ông bán xe cho shop em, cỡ nào shop em cũng mua, rất là dễ thương nha. Xe là về shop em vừa mới lấy xong là review cho anh em xem luôn. Mình vừa mới lấy xong là mình hiện đang ở Củ Chi luôn. Thì ngày hôm nay thì shop em quay cho anh em xem một em 66 full CL50 ha, xe sạch sẽ gọn gàng. Thì đầu tiên như thường lệ đi thì shop em sẽ quay cho anh em xem bình xăng lớn nha. Em này thì bình xăng lớn 68 nha, cái này là bình xăng lớn 68, cái này là hàng dập anh em nha. Hàng dập có nghĩa là nắp xăng nằm một bên, chim là chim bắt ốc anh em nha, chim là chim bắt ốc, còn nắp xăng nằm một bên. Quay rõ ràng vô cho anh em ở xa xem đó. Yên thì yên 68, ba ga này là phải nói là tuyệt chủng rồi nha anh em. Ba ga này giờ là tuyệt chủng rồi nha, ba ga này giờ là không có hàng luôn. Quay vô cho anh em xem, ba ga này là giờ không có hàng luôn, yên 68 anh em nha. Bốn cái tay xi nhan chân nhôm đó, quay cho anh em xem bốn cái tay xi nhan chân nhôm. Cuộc sau 67 zin, cuộc sau 67 zin, niền câm sạch sẽ sáng sủa. Gấp nè, gấp là gấp MD zin, gấp này gấp MD zin nha anh em xem nha, gấp là gấp MD zin đó. Quay cho anh em ở xa xem. Ngày hôm nay về một em cực kỳ dễ thương luôn, và đồ zin cũng kha khá nha. Đây niền câm nè anh em thấy không, đây có làm sao mình về mình quay vậy cho anh em xem. Xe là bờ mình không có chỉnh sửa gì luôn, từ máy móc, từ dàn chân, từ nước sơn luôn, sạch sẽ anh em nha. Đây rất là dễ thương ha, quay rõ ràng cho anh em xem. Phục sau 67 nè, phục sau 67 zin, gấp thì gấp MD zin. Quay cho những ông chú, những ông anh ở xa xem ha. Nước sơn thì sạch sẽ, đây xe nước sơn rất là đẹp, rất là dễ thương. Cấu hình máy là 100 anh em nha, cấu hình máy là 100. Bình xăng con CD zin, đây quay cho anh em xem bình xăng con CD zin đó, quay cho anh em xem cấu hình máy 100, 4 số CD. Lên trên quay cho anh em xem ghi đông MD ha, ghi đông MD zin nè. Đây ghi đông MD zin, cùm zin, bao tay sưởi ấm, bao tay thì bao tay zin nha, ghi đông zin, cùm zin, bao tay sưởi ấm đó. Quay rõ ràng cho anh em ở xa xem. Pha đèn là pha đèn CD zin, cái pha đèn này là shop em chạy là có đèn chớp chớp luôn nha. Mình chạy quá 40 là có đèn chớp chớp vẫn hoạt động nha, vẫn hoạt động ngon lành luôn ha. Một bộ pha đèn này khá là đẹp, và pha đèn này pha đèn đời cao nha, cái giá đèn ở giá đèn lồi rất là đẹp. Đây ha, cái pha đèn CD là pha đèn đời cao rất là đẹp ha, đầu lồi nè đó. Quay rõ ràng cho anh em xem, phuộc trước thì phuộc trước 67 zin ha, phuộc trước thì phuộc trước 67 zin, niền câm sạch sẽ. Cái dàn chân rất là đẹp anh em nha, dàn chân rất là đẹp anh em xem này nha. Dàn chân này chủ xe không có chơi sơn, cũng không bánh cước luôn, này là đánh bóng ha. Niền câm sạch sẽ sáng sủa. Đây quay rõ ràng cho những ông anh ở xa xem đó, niền câm sạch sẽ sáng sủa. Qua đây quay rõ hơn không, qua đây quay rõ hơn không. 66 thì cái số sườn nằm đây nè anh em, 66 thì số sườn nằm bên đây, chuẩn 66 nha. Cái miếng nhôm vẫn còn luôn nha, miếng nhôm 66 vẫn còn luôn ha. Này miếng nhôm zin nè anh em, thấy cái miếng nhôm zin đặc biệt của 66 á là số sườn nằm ngay cổ ha, và cái miếng nhôm này á, là y như số sườn luôn. Đây nè, số sườn mình là 110293 ha, thì ở đây cũng vậy luôn, 110293 luôn đó. Anh em thấy cái miếng nhôm ha, đặc trưng của 66. Và em này là sườn lớp zin nha, em này là sườn lớp zin. Qua này quay cho anh em xem, xe là thẳng băng, sườn thẳng băng, không có mục mọt gì, nước sơn rất là đẹp.
xe này mình bảo đảm với anh em luôn, xe lấy con thợ này về là chỉ có đổ xăng vô chơi thôi, không cần phải làm gì nhiều hết. Nó sơn rất là đẹp, nó sơn rất là khá anh em ha. Đó, về là chỉ đổ xăng vô mà chơi thôi. Và ông anh nó là đã vô bộ lửa của hàng 86 rồi nha, đã vô bộ lửa của hàng 86 rồi. Ở ngoài là đâu lòng 49 nhưng mà ở trong là 100 đó, dành cho anh em đi xa. Và xe máy móc là bao thì thầm à, 4 số CD, xe sạch sẽ gọn gàng. Khi mà mình lấy xe này về là mình chưa có rửa đáy luôn á, là mình quay cho anh em luôn á, là mình quay trực tiếp cho anh em luôn à, quay vô số máy luôn, quay số sườn rồi quay số máy luôn cho anh em xem đó. Và shop em cũng xin báo giá với anh em luôn ha, một em 66 full CL 50, biển số Sài Gòn đã ra 5 số rồi. Và giá của em nó là 20.500.000 anh em nha, 20.500.000. Đây, quay cho anh em xem, xe rất là dễ thương. Đó, đây, liền cam. Đây, đó, có làm sao quay rõ ràng gì cho anh em xem hết. Sạch sẽ, họ quay cái biển số luôn, 59IA02062 anh em nha, 59IA02062. Và những anh em nào mà cảm thấy ok thì cứ việc, nếu mà muốn xem trực tiếp cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em ha. Giờ mình test điện đèn càng. Điện đèn càng đầy đủ hết nha, không có thiếu gì hết. Điện đèn càng đầy đủ hết. Thì xe của thợ thì anh em biết rồi, mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Về là đổ xăng 20.500.000. Và số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em nha. Xe rất là dễ thương. Đó. Khi mình chạy 40 á, cái pha đèn CD á, CD zin á, là khi mà mình chạy 40 á, là quá 40 là ở đây nó chớp, cái đèn này báo chớp nha, đèn này báo chớp. Rất là dễ thương luôn. Rồi để mình sẽ test máy cho anh em nghe nha. Mình sẽ test máy rõ ràng cho anh em ở xa xem. Máy là bao thì thầm. Xe này là sườn lốp zin nha. Quay sát ở đây cho anh em xem. Máy móc là bao thì thầm, không đập hú anh em nha. Bao thì thầm. Thì xe của thợ, bây giờ mình thích mua xe của thợ là gì? Máy là sơn. Máy là sướng. Biển số 59IA02062 anh em ha. 20.500.000, có giá cực kỳ dễ thương. Về là chỉ đổ xăng thôi, xe về là chỉ đổ xăng, không cần phải làm gì nhiều. Và những anh em nào muốn xem trực tiếp cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em nha, 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em ha. Và những cái chiếc xe này thì cúp cũng vậy mà 67 cũng vậy, có cọc và có ship xa hết, nên anh em ở xa yên tâm. Đó, quá dễ thương. Quay thêm một vòng nữa cho anh em xem. Được không anh? Thấy xe được không? À vậy hả? Hôm nay em mua xe gần đây xong em lại xe đẹp quá em lại em quay luôn. Dạ đúng rồi. Hôm nay em mua gần đây em ghé đây em quay luôn. Dạ. Quay ông anh cái hẹn. Ông anh cái theo dõi em. Ở xa biết đến. Anh kêu anh coi kênh của em hoài, hôm nay thấy em đứng đây em review, đứng coi em review ở ngoài coi nó làm sao. Quá dễ thương. Bởi vậy mình lúc nào mình ưu tiên cho mua xe của những anh em thầy thợ á, thì những anh em ở xa chỉ cần có xe 67 hoặc là cúp có muốn bán cứ việc alo trực tiếp cho shop em ha. Thì từ cúp với 67 luôn, chỉ cần máy móc ngon, sườn số khung số máy cho bẹt chuẩn chỉ là ở đâu shop em cũng mua hết. Ở đâu shop em cũng mua ha, anh em lưu ý nha. Muốn bán cứ việc alo cho shop em, muốn mua xe cũng alo cho shop Quân Dễ Thương. Đó. Rồi, ok. 20.500.000 và xe của bên shop em có cọc và có ship xa nên anh em ở xa cứ việc yên tâm ha. Rồi, ok, cảm ơn những anh em ở xa đã xem video nha. Bye.